cho nó nhận nhận đã. À, thông báo bắt đầu thì mới được. Bắt đầu. Bài thi của anh Tô Văn Huy ở trường Đông Đô. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Cười đúng không? Dừng xe chưa đến vị trí. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Quá. Quá rồi. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Chuyển cái lỗi đây. Cái vạch đỏ trắng ở phía trong. Đúng này rồi, đặt viên đá kìa. Giữa vạch đỏ vạch trắng cong cong. Rồi sát phải đấy. Bánh xe đè vạch. Anh đang cắt sát phải như này mới đang thẳng đấy. Đấy, đang căn điểm nào thì nhìn thẳng vào điểm đấy. Vô lăng giữa vạch trắng và vạch đỏ. Gục hồ đánh. Chậm 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 nói. Gương chạm cua đánh hết lái. Chọn lái ra bên này hẹp rồi, chọn lái đi, chọn lái. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rõ là độ trước vạch vàng 3 giây là đi được rồi. Đấy. Cô gái này đi rất tự tin này. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông.
Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc và nơi đỗ. Anh em ơi. Ờ? Anh đi 06 à? Sang ô bên kia kìa anh, sang ô bên 45. Kia nó sẽ gần ra rồi. 45 á? Ờ. Sao đây? Ngon. Em đang ở bên sân bên này dạy học nhân. Ngon thì có gì đâu mà ngon, nắng chết mẹ được ngon. Eo ơi, cái nắng này. Đó. Kiếm tiền phải chấp nhận đi làm nào rồi. Mà trăng này nhỉ? Ờ. Rồi. Vẫn bình thường, vẫn khỏe. Đọng ra tí không đẹp anh, không đẹp cái này. Về xong rồi mai lại điểm. Mai đi là. Cái này nãy cây nó mốc. Cảm thấy anh vẫn để hở vạch trắng ấy. Hết vạch trắng chạm đầu đỏ mà. Nhìn đúng không? À. Ừ. Đấy, nhìn nó rõ mồn một ra thế rồi sao vẫn còn để sai. Để anh lái trái. Ờ, vạch trắng là phía sau à. Thẳng lái dừng thẳng lại trả lại chẳng hạn. Lồi hai bánh, hai bánh nhận. Chết máy. Đây là số 3, hơi yếu. Mẹ chờ mới 5 điểm. Ở đây về đích còn 8-5 điểm làm vốn. Bài thi tiếp theo. Bài thi quang ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bóc ra, xe này người ta dừng ở đây để người ta vào chuồng người ta. Đại nó hết giờ nhỉ. Này thi thật mà cứ đại là hết giờ đấy. Đây, không gian 3 giây. Chậm lại, chắc ô tô tải đi qua. Đỡ côn vào, muốn chậm thì đỡ côn nữa. Nhả hết côn cho xe đi bình thường. Nhà trước nó có ú rồi. Biển đẹp với 99B00688. Bài thi tiếp theo.
Bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Này không được trừ nữa, trừ nữa là hết điểm. Ai được xe khác đi cùng nhau. Chắc chiêu nè. Ngang vai thì mới đập anh. Chọn. Từ nãy giờ mỗi lượt này mới thấy chọn. Mỗi lượt này. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Chưa chết máy. Đọc phanh không đọc cuộn. Số 1. Thế là tự nhiên lại đáng lẽ mất 5 điểm thôi thành mất 10 điểm. Bảo rồi đợi xe trước nó đi qua hết bài đi xong hãng vào. Nó đã là xe to rồi nó lại còn chưa đi hết bài nữa mà anh dám vào. Hơi liều. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe ngang và nơi đỗ. Ai đến đấy mà chẳng phải dừng lại về số. Đúng mà. Giống bài chuồng. Nó cứ vào bài này, à bài này đúng rồi, nên sẽ chín. Mà sao rồi cứ tránh được cái ô này là tốt. Nó nhận chip hơi gắt. Đấy, ô dưới này luôn. Đấy, mai cái vạt hai ô này thì nào. Chip cao. Cây này nó cho ở cái góc thì dừng lại. Lùi tốt thì dừng lại. Xong nhận chip. Đấy, ăn đi ăn. Thật ra là chưa xong xong đâu mà nó vẫn nhận. Không tin thì nhìn lại nó sẽ ý. Ô mới cái phải xong xong. Thật xong xong mới nhận. Cũ này hơi lệch một tí bạn ăn được. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Còn 80 điểm giờ về thích à. Bỏ cái chân ra, chỉ lại chết máy phát thì hết điểm luôn. Nhấp nghe ngủ chật. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Chưa trở lại thì xin nhé.
thằng nãy đó. Chúc mừng bạn đã đạt. Chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong hình. Thoát tim. Mai chỉ mà như thế này là thoát tim đúng không? Mai chỉ cần như thế này là thoát chết. Hết 15 phút tròn.